Võ thần chúa tể thuyết minh tập 1601 Xác định không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, lần này có cơ hội, chúng ta muốn phục giết hắn, không cho hắn cơ hội đột phá. Khúc phong chân nhân trầm giọng nói ra, càng ngày càng mãnh liệt, các ngươi xem, phía trước đó không phải là hoang cổ chi đô. Chẳng lẽ tuyệt hình thiên liền giấu ở hoang cổ chi đô trong, thật đúng là hoang cổ chi đô, bất quá hoang cổ chi đô không phải cũng sớm đã hoàn toàn bị phế, không chút nào sinh cơ sao, làm sao hiện tại như là hồi phục một dạng chẳng lẽ cũng là bởi vì này hoang cổ chi đô hồi phục mới đưa đến hoang cổ phế tích dị biến căn nguyên liền ở trong thành thu thủy chân nhân bọn người là khiếp sợ đúng là đi theo tuyệt hình thiên mới có thể tìm được hoang cổ phế tích dị biến chỗ tần trần trong lòng cũng không hiểu hiện ra nhè nhẹ sợ hãi chẳng lẽ tư tư ở nơi này bằng không bản thân trong lòng loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra cúi đầu nhìn lại đây một tòa thật to hoang vu cổ thành, mọi nơi đều là phế tích, liên miên không biết bao nhiêu ức dặm, cổ thành mọi nơi đều bị gió cắt ăn mòn. Nhưng là vẫn có khả năng cảm giác được lâu đời trong năm tháng, một cổ viễn cổ vinh quang, khiếp sợ vạn cổ, không thể bị ma diệt ý niệm chứa đựng tại trong thành trì này, kiến tạo phong cách hết sức khác hẳn, dễ nhận thấy không phải nhân loại xây tạo, để lại từ viễn cổ, hút phong chân nhân ổn định thân hình, dừng lại ở giữa không trung, phất tay nói, mỗi cái che giấu hơi thở hoang cổ chi đô trong ẩn chứa rất nhiều bí ẩn là hoang cổ phế tích trong duy nhất bảo lưu hoàn hảo cổ thành vô số năm qua không biết bao nhiêu cường giả đến qua trong có tán thân tại trong có chiếm được qua một ít bảo tàng đi vô số năm trước cũng đã chân chính hoang vu nghĩ không ra lại một lần nữa hồi phục chẳng lẽ nghe đồn nơi này còn có bảo tàng không có phát hiện là thật chuyện này nơi này khí tức không phải cùng trước đó thổ bình trong biểu hiện tế đàn khí tức thập phần cùng loại sao tầng trần cảm thụ cổ xưa này thành trì hết thảy cùng trước đó theo thổ bình trong cảm thụ được tế đàn khí tức lại có một loại hiểu biết cảm giác nói như vậy thổ bình trong xem đến tế đàn hư ảnh ở nơi này trong thành trì với lại tế đàn còn không có gì tầng trần mơ hồ có loại rung động loại này rung động cùng mình ban đầu tại uyên ma chi địa tìm kiếm tư tư cái loại này rung động thập phần cùng loại đây là một loại khí tức phía trên cộng hưởng, tư tư nhất định ở nơi này, tầng trần thân thể rung, chỉ là, hắn chỉ là cảm giác được rung động, nhưng không cách nào cảm giác được này một cổ hơi thở đến từ phương vị gì, trước không nên kích động, nếu tuyệt hình thiên là. Truy tung tư tư đi tới nơi này. Như vậy tư tư khẳng định ở nơi này bên trong tòa thành cổ, chỉ cần tìm được tuyệt hình thiên, liền có thể tìm được tư tư, tầng trần đem tâm tình kích động bình phục lại, mặc kệ thần cổ minh có dám hay không tìm tới tuyệt hình thiên, tần trần là tất nhiên sẽ tìm tới cửa, mọi người chú ý, tuyệt hình thiên, liền vì vậy tại đây hoang cổ chi đô trong, chúng ta bây giờ ẩn giấu vào đi, nhìn một chút có hay không cơ hội tốt, một khi có cơ hội, liền bày diệt thiên đại trận, đánh lén đối. Phương, cho hắn một kích trí mạng, đưa hắn mất đi đột phá cơ hội, thậm chí chém giết ở chỗ này, hút phong chân nhân thân thể căng thẳng, giống như một đầu tại bắt thú săn giả thú, trên thân khí tức ẩn giấu được có thể nói hoàn mỹ, sưu sưu sưu, tám người lần lượt bay vào hoang cổ chi đô trong, tầng trần tốc độ, nhất vô thanh vô tức, giống như không gian chi tử, coi như là hút phong chân nhân đám người, không phải khí tức kết hợp với nhau, đều không phân biệt được hắn hành tung. Trong lòng mọi người đều rung một. Cái, âm thầm khiếp sợ, Tần trần còn lại là cẩn thận từng ly từng tí dùng thổ bình cảm giác hoang cổ chi đô trung khí hơi thở. Đột nhiên, hắn thân thể rung một cái, mơ hồ cảm giác được, hoang cổ chi đô chỗ sâu, có một cổ âm nhu mị hoặc khí tức, hơi thở này phản phất hóa thành một người bộ dáng, sinh động như thật, bất quá diện mục cũng không rõ, là một cô gái, tay áo phiêu phiêu, ôm nhu mị hoặc, trong lúc hành tẩu, chúng sinh đều trầm luân nàng trong hai tròng mắt, đây là cái gì nữ nhân, tần trần cả kinh hắn làm sao tại đây hoang cổ chi đô trong xem đến một cô gái như vậy cái bóng, với lại người. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải trần tư tư. Cái loại này mị hoặc khí tức, kém điểm để cho chính hắn đều trầm luân tại nàng trong tròng mắt, không còn cách nào tự kềm chế, này tọa hoang cổ chi đô, cổ quái, mọi người đang hoang cổ chi đô trong xuyên qua, tiến nhập trong thành trì, giống như tiến nhập một cái mê cung, mọi nơi đều là tàn vách đoạn trụ, gạch ngói vụn thành đống, tổn hại điện phủ, thậm chí còn có một ít tàn khuyết không đầy đủ cổ xưa thần tượng bất quá đều mất đi lực lượng không có phép tắc chính là chất liệu tương đối kiên cố nhưng là dần dần bị phong hóa tình cờ ở đó chút tàn vách đoạn trụ bên trong có phong hóa thi cốt trong địa thánh thi cốt sớm liền hóa thành bụi phấn có thể lưu lại ít nhất đều là nửa bước thiên thánh cường giả còn có một chút thiên thánh đại năng bất quá rất nhiều thi cốt ở trên liền một chút thiên thánh phép tắc đều không tìm ra đến hoang cổ chi đô trong hoang cổ chi khí đặc biệt nồng nặc, đủ để mẫn diệt hết thảy phép tắt lực lượng, kỳ quái. Tuyệt hình thiên khí tức, làm sao thoáng cái biến phải yếu ớt. Tự hồ là muốn rời khỏi cái này tòa cổ thành. Nhu cốc tiên tử trong tay hình thiên bàn, đột nhiên chấn động biên độ biến phải nhỏ một chút, truy, mọi người tốc độ, lại lần nữa tăng nhanh, thì ở phía trước, hình thiên bàn tốc độ lại lần nữa biến hóa, kịch liệt chấn động lên, khi mọi người một cái hàng lâm đến một cái có chừng chu vi mấy ngàn dặm cổ xưa trong đại điện thời điểm đột nhiên hình thiên bàn nổ tung hết tựa hồ là đến có thể cực hạn chịu đựng lúc này mọi người liền thấy tại đại điện chỗ sâu đứng thẳng một người mặc quần áo màu trắng lông mi dài nam tử nam tử này thân hình tuấn mỹ tuổi xen vào thanh niên cùng trung niên giữa thập phần nho nhã cùng nhã nhặn hắn chấp tay sau đít đứng trong đại điện thì giống như một cái văn nhân tại cấu trúc bài thơ, căn bản không nhìn ra là một cuồng bạo võ giả, tại tử linh vực trong như vậy tên chói lọi, tuyệt hình thiên, hút phong chân nhân phát ra khiếp sợ gầm nhẹ, ánh mắt ngưng trọng, thần cổ minh chư vị, các ngươi ngàn dặm xa xôi truy tung ta lâu như vậy, khổ cực, đến, không. Bằng ở chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nam tử mặc áo trắng này, bên đối mặt với tầng trần đám người, đã sớm chờ đợi mọi người đã lâu dáng vẻ, hết thảy đều định liệu trước, Tần Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đại sự cảm giác không ổn tới, thần cổ minh bảy vị phó minh chủ cũng dừng lại, sắc mặt kinh nghi bất định, bọn họ dường như cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, Tuyệt Hình Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì truy tung ngươi, chúng ta nghe không rõ, chúng ta thần cổ minh trước chuyến này đến là vì điều tra này hoang cổ chi đô dị biến. Ngươi ta giữa, không có gì để nói, nếu ngươi ở nơi này Chúng ta sẽ không quấy rầy, hút phong chân nhân ánh mắt ngưng lại, có một ít muốn lui bước cảm giác, ha ha ha, hút phong chân nhân, ngươi cho ta tuyệt hình thiên là đứa trẻ 3 tuổi sao, tuyệt hình thiên xoay người, phong độ chỉ có, vậy mà có chút tuấn mỹ, căn bản nhìn không ra là một coi trời bằng vung mảnh nhân, ánh mắt của hắn tại tầng trần tám trên thân người nhất nhất đảo qua, ánh mắt kia, giống như lợi kiếm, hung, hăng bắn phá tại trên người mọi người dường như muốn đem mọi người thân thể đều muốn xuyên thủng, không thể che giấu. Thần cổ minh, tuyệt hình thiên lắc đầu, rõ là coi trọng ta, thoáng cái xúc động bảy tôn cái thế thiên thánh, thủ đoạn thật là mạnh mẽ, bất quá, trong các ngươi còn có một cái nửa bước thiên thánh vậy là cái gì quỷ, chẳng lẽ các ngươi thần cổ minh là đuổi giết ta, liền loại này loài dung dế một dạng mặt hàng đều xúc động, này là hướng ta có bao nhiêu cừu hận, hắn lạnh nhạt nói ra, trong tròng mắt có nhạt màu vàng nhạt, cuối cùng rơi vào tầng trần trên thân, trên dưới xuyên. Thủng, đem tầng trần tu vi xem nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến thần cổ minh bởi vì truy sát bản thân, phái ra một cái nửa bước thiên thánh, hắn rõ là muốn thấy buồn cười, nhân vật như vậy, hắn trong nháy mắt gian liền có thể diệt sát một đánh, quả thực là khôi hài, tuyệt hình thiên, ngươi xác định là hiểu lầm, chúng ta không phải đến đặc biệt tìm ngươi, chỉ là tình cờ đi ngang qua, ngược lại tiểu tử này, thật là đặc biệt tới tìm ngươi, Ngươi còn nhớ được ngươi muốn bắt mỹ thuật nữ tử sao? Chính chỗ này vị Tần Trần Hồng Nhan. Phong Vô Lượng đột nhiên nói ra. Phong Vô Lượng, Thu Thủy Chân Nhân tức giận nhìn về phía đối phương, ồ, Tuyệt Hình Thiên trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra lệ quang, rơi vào Tần Trần trên thân, híp mắt, Tần Trần khí sắc lạnh lùng, nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói, không sai, Tuyệt Hình Thiên, bản thiếu Tần Trần, không phải tử linh vực võ giả, bất quá ngươi truy sát nàng kia, cũng là bản thiếu nữ nhân, nàng hiện tại ở địa phương nào, ngươi nữ tử, tuyệt hình thiên cười, trong nụ cười tràn. Đầy lạnh lùng và sát ý, một cái nửa bước thiên thánh phế vật. Cũng dám ở trước mặt ta cùng, tiểu tử ngươi có tài đức gì, có thể xứng đôi kia loại tuyệt mỹ nhân vật, bất quá, ngươi dũng khí ngược lại có một chút, nho nhỏ nửa bước thiên thánh, dám nói với ta như vậy nói. So với thần cổ minh đám kia giả dối phế vật cũng là mạnh chẳng biết bao nhiêu, tuyệt hình thiên, ngươi quá phận, thật sự cho rằng ta thần cổ minh sợ ngươi sao, hút phong chân nhân tức giận nói, nhảy tới trước một bước, trên thân dũng động đáng sợ thánh nguyên, tầm. Hút phong chân nhân phía sau, người khác cũng đều dũng động đáng sợ sát cơ. Mơ hồ tạo thành một cái đáng sợ chiến trận, bất quá, mọi người thấy tựa như chiến ý sôi trào, kỳ thực, trong cơ thể thánh nguyên lưu chuyển, chỉ cần một có bất diệu, ngay lập tức sẽ chạy trốn dựa vào trực giác, bọn họ toàn đều cảm giác được hôm nay tình huống dường như có một chút không hay, Tuyệt Hình Thiên cũng biết bọn họ muốn tới, tự hồ đang trong đại điện này chờ, tần trần, tình huống không hay, này Tuyệt Hình Thiên dường như sớm có chuẩn bị, qua sẽ chiến đấu, ta. Không hẳn cố cho ngươi, có cơ hội. Liền mau trốn đi, coi như ngươi muốn cứu người, cũng muốn lời đầu tiên mình, với lại, bị Tuyệt Hình Thiên để mắt tới người, người nữ nhân kia chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít, thu thủy chân nhân cho tần trần bí mật truyền âm, trong giọng nói có khẩn trương và thở dài, ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, hôm nay các ngươi bảy người đến, vậy bị đi, bản tọa vừa lúc muốn đột phá thiên thánh trung kỳ, thiếu một chút như vậy lực lượng, các ngươi thần của minh thoáng cái đưa tới. Bảy cái, liền trở thành bản tọa khẩu lương đi. ầm ầm này tuyệt hình thiên xuất thủ, đối mặt thần của minh bảy đại cái thế thiên thánh, cùng với tần trần, này bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên, lại vẫn có dũng khí dẫn đầu phát động công kích, lấy lực một người, ngạnh hám tám người, này là bực nào bá đạo uy mãnh thế nhưng tần trần không chút nào cảm thấy đối phương cuồng vọng, bởi vì đối phương lực lượng, vừa thi triển ra, quả thực đến kinh thế hải tục, không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ tình trạng, vù vù. Tuyệt hình thiên một quyền đánh ra. Sau lưng vô số cương khí nổ tung, phản phất thiên giới hình phạt hàng lâm, sở dĩ hắn mới xưng là hình thiên, tầng trần trước mắt hư không biến hóa, phản phất từng vị nắm giữ hình phạt phủ quan xuất hiện, tịch quyển ra, bao phủ ở toàn bộ đại điện, này nho nhã nam tử tuyệt hình thiên trong một chiêu, thì dường như đem một tòa thiên giới pháp trường dời đến này một cái đại điện, chẳng những là tầng trần, coi như là thần cổ minh bảy đại cái thế thiên thánh, mọi người đều có một loại. Theo hoang cổ phế tích trong mang đi. Thoáng cái đi tới nhúng máu pháp trường, cũng bị tại chỗ hành hình ảo giác, loại cảm giác này vô cùng chân thật, không lời nào có thể diễn tả được, mọi người chú ý, đây tuyệt hình thiên thiên hình bao phủ, đảo lộn hư không, có thể chế tạo ra một cái không gian độc lập, trở thành bên trong vùng không gian này hình phạt chấp trưởng giả, muốn nắm giữ chúng ta sinh tử, nhanh chóng bày diệt thiên đại trận, hút phong chân nhân điên cuồng gào thét, vù vù, trong thân thể của hắn, một cổ khí tức đáng sợ dũng động ra. Đó là từng nét bùa chú, phù văn chạy, hóa thành từ căn thông thiên thiên trụ, cùng lúc đó, thu thủy chân nhân, nhu cốc tiên tử, hạt mỹ nhân, phong vô lượng, tây nhạc chân nhân, cổ chân nhân, khắc lục đại cái thế thiên thánh, trên thân toàn đều hiện lên ra từng cái quỷ dị phù văn, những phù văn này hóa thành thiên trụ, cùng hút phong thật trên thân người phù văn kết hợp, sau cùng hóa thành một cái khôn cùng đại trận bao phủ xuống, đem tuyệt hình thiên chế tạo ra thiên giới pháp. Trường, thoáng cái chấn động đến mức đoạn tuyệt lay động ù ù tiếng nổ, đồng thời muốn đem đối phương cho kẹt ở diệt thiên đại trận trung ương, được, diệt thiên đại trận lên, nhìn tuyệt hình thiên làm sao còn kiêu ngạo, đây là chúng ta thần cổ minh đặc biệt đối phó này tuyệt hình thiên nghiên cứu ra đại trận, chuyên phá hắn hình thiên lực, cùng liền là hôm nay giờ khắc này, hút phong chân nhân gào thét, thôi động thánh nguyên, vô số thiên trụ đại trận, không ngừng chuyển động, tức khắc bột phát ra đáng sợ lực xoắn, đem tuyệt hình thiên. Thiên giới pháp trường ầm ầm phá vỡ đây thần cổ minh phí hết tâm tư, đặc biệt nghiên cứu ra được sát trận, chính là vì đối phó tuyệt hình thiên. Hiện tại, bảy đại cái thế thiên tôn liên thủ, thoáng cái liền khắc chế tuyệt hình thiên khí tức, không biết tuyệt hình thiên có tiếp hay không xuống, tần trần không có tùy tiện xuất thủ, mà là lặng lẽ lui lại, yên lặng nhìn biến, giết, thần cổ minh bảy đại phó minh chủ, cái thế thiên thánh, thánh nguyên thôi động đến mức tận cùng, tức khắc hóa thành diệt thiên vậy. Cùng cuộn lực lượng tịch quyển xuống thiên đao vạn quả, tự muốn đem này tuyệt hình thiên vây tại diệt thiên đại trận bên trong, thế nhưng, lúc này, tần trần liền thấy, bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên trên khóe miệng, vậy mà hiển hiện ra một chút nhàn nhạt mỉm cười, không tốt chư vị chú ý, mau lui, tần trần hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía tuyệt hình thiên đánh ra một chiêu sát lục quyền ý, kinh khủng quyền ý hóa thành nhất đạo trong truyền thuyết hồng thủy, trực tiếp kích sát hướng đối phương đầu. Đều phá cho ta, tuyệt hình thiên quát lạnh. Trên trán, sát cơ lóe lên, theo mặt đất thoáng cái toát ra một mặt thật lớn họa quyển, này trong bức tranh, phản phất ẩn chứa một thế giới, diễn hóa vô số chiến trận, hóa thành chi chích hồng quang, phóng lên cao, đem tuyệt hình thiên bỗng dưng bao vây, rầm 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 tại chỗ giữa, diệt thiên đại trận vô số khí tức, trận văn, liền bị chấn động đến mức ào ào vỡ nát, thoáng cái chia năm xẻ bảy, thương nguyên đồ, hút phong chân nhân thất kinh, cúng quyết lui lại, kinh khủng kia. Họa quyển, đúng là tử linh vực trong một vị khác cường giả cấp cao nhất. Kính hồ chân nhân đỉnh cấp chí bảo, mà kính hồ chân nhân, cũng là bọn hắn thần cổ minh đại địch, trưởng khống kính hồ đạo quán, từ trước đến nay thần cổ minh đối địch, chỉ là này thương nguyên đồ lúc nào đến tuyệt hình thiên trong tay, tại hút phong chân nhân kinh sợ bên trong, một cái cười to tiếng đột nhiên vang lên, không sai, đúng là thương nguyên đồ, tuyệt hình thiên bên người, lại một cái đồng dạng nam tử, thân mặc áo xám đúng là thần cổ minh một cái khác đại địch kính hồ chân nhân tuyệt hình thiên ngươi nói lần này thần cổ minh sẽ nắm lấy cơ hội tới trước ám toán ngươi chúng ta trước đó còn không tin lại nghĩ không ra này thần cổ minh vậy mà thật gan to như vậy cũng vậy trước ngươi cùng thần cổ minh chủ giao thủ đã bị tổn thương lại thêm hoang cổ phế tích dị biến thần cổ minh làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy chỉ là này thần cổ minh không biết chúng ta liệu địch tiên cơ đi trước bày phục kích ha 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 rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ phí công phu áo xám nam tử kính hồ chân nhân cười lên ha hả chỉ cần phản sát này thần cổ minh này mấy tôn cái thế thiên thánh như vậy thần cổ minh đem tổn thương nguyên khí nặng nề chúng ta nửa cướp đoạt bọn họ bảo vật cùng bổn nguyên câu thông thần nguyên đột phá thiên phẩm trung kỳ đủ để đem thần cổ minh triệt để hủy diệt kính hồ chân nhân thanh âm hết sức trẻ tuổi nhưng trên thân khí tức lại hùng hồn đáng sợ, như là đại dương mênh mông, đúng là một cái không kém gì tuyệt hình. Thiên quá nhiều cường giả cấp cao nhất. Không sai, bảy tôn cái thế thiên thánh, còn đem hút phong chân nhân, thu thủy chân nhân, nhu cốc tiên tử này ba con cá lớn câu đi ra, giết bọn hắn, thần của minh chủ coi như là mất đi phụ tá đắc lực, há lại không phải bị chúng ta thuận tay bắt bí, lại là nhất đạo tiếng cười to vang lên, đây một người mặc áo đen lão giả xuất hiện tại thương nguyên đồ bên cạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm tần trần, bất quá, tên tiểu tử này, nửa bước thiên thánh là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thần cổ. Minh nhìn như vậy không dậy nổi hình thiên huynh. Để cho cái phế vật đi tìm cái chết, ông lão mặc áo đen này, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc, hiển nhiên là hung hữu thành túc, tràn đầy tự tin, lần này ba người chúng ta liên thủ, đủ để tung hoành nơi đây, đem thần cổ minh người tất cả đều chém giết, bất quá tuyệt hình thiên, nghe nói ngươi là truy tung mỹ thuật nữ tử tiến nhập hoang cổ chi đô, cô gái này nghe đồn mị hoặc vạn phần, có thể là thiên sinh mị thể, sách sách, ta không hư lão nhân đời này chơi đùa nữ nhân thiên. Thiên vạn vạn, vẫn còn không chơi đùa thiên sinh mị thể. Đến thời điểm tại đây hoang cổ chi đô trong tìm ra mỹ thuật nữ tử, cũng quên để cho lão phu cũng đùa giỡn một phen, cạc cạc cạc, ông lão mặc áo đen hưng phấn cười ha hả, đầu lưỡi liếm cái răng vàng, hèn mọn đến cực điểm nhưng trên người hắn khí tức lại mênh mông vào đại dương mênh mông là một cái không kém gì kính hồ chân nhân cái thế cường giả ai cũng không dám đem hắn xem thành là một cái hèn mọn lão đầu bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên áo xám nam tử kính hồ chân nhưng ông lão mặc áo đen không hư lão nhân này tam đại tử linh vực cường giả cấp cao nhất đồng thời xuất hiện mỗi cái khí tức đều nghiêng trời lệch đất chấn động càng khôn có thể nói là cực kỳ kinh khủng, đây là chuyện gì xảy ra, hút phong chân nhân thấy như vậy một màn, khiếp sợ hồn đều bay mất, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu đến bàn chân, toàn thân đều lên chi chít nổi da gà, quả thực là không thể tin được bản thân con mắt, tuyệt hình thiên, kính hồ chân nhân, không hư lão nhân, ba người này đều là thần cổ minh. Đại địch, lúc nào vậy mà liên hợp đến cùng nhau? Tam đại cường giả cấp cao nhất, lại thêm nhất kiện thiên phẩm chí bảo, thương nguyên đồ mau lui đi hút phong chân nhân ngay lập tức sẽ phát ra kinh sợ rống to liền xuất thủ dũng khí cũng không có gọi mọi người lập tức rời đi nơi này lúc này còn muốn đi rõ là ngay thơ a kính hồ chân nhân cười nhạt một chút đem thương nguyên đồ vỗ vù vù mênh mông họa quyển phản phất ẩn chứa một thế giới đột nhiên tăng vọt tịch quyển ở cả ngôi đại điện tức khắc tất cả mọi người tại chỗ đều bị mênh mông họa quyển bao vây rầm rầm, rầm mọi người ào ào thôi động thánh nguyên kịch liệt tiếng nổ chấn động có thể thủy chung không cách nào xé rách nửa điểm không gian bị triệt để vây ở chỗ này thương nguyên đồ là thiên phẩm bảo vật với lại tại chúng ta ba người thôi động phía dưới ẩn chứa nhất giới chi uy mấy người các ngươi có khả năng chạy thoát đó mới là quái cạc 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 chúng ta nghĩ hết biện pháp mới câu được các ngươi mấy con cá lớn cho các ngươi chạy chúng ta ăn cái gì ông lão mặc áo đen không hư lão nhân nhe răng cười nói hôm nay ba người chúng ta liên thủ chính là vì tiêu diệt các ngươi thần cổ minh diệt trừ một cái đại địch ngoan ngoãn thành vì chúng ta chất dinh dưỡng giúp bọn ta thành tựu thiên thánh trung kỳ đáng chết chúng ta trúng kế thần cổ minh vô số cường giả sắc mặt tái xanh mí mắt kinh hoàng trong lòng triệt để trầm xuống biết giữ nhiều lành ít hừ bọn họ cũng liền ba người chúng ta đều là cái thế thiên thánh đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao chỉ một điều phiền toái chính chỗ này thương huyền đồ bất quá này thương nguyên đồ là thiên phẩm chí bảo ba người bọn họ cũng không cách nào triệt để thôi động bằng không há lại lại dùng lấy thiết kế mai phục tại nơi này đã sớm đến quét ngang chúng ta thần cổ minh chớ bị bọn họ phô trương thanh thế bị dọa cho phát sợ chúng ta tám người liên thủ tại sao phải sợ hắn hút phong chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng trong bí mật cầm một món bảo vật cao giọng quát lên thật sao tuyệt hình thiên đột nhiên thân thể khẽ động, nghe răng cười đánh tới, hắn bạo thân lên. Đại thủ lộ ra, tức khắc, nhất đạo đáng sợ lợi trảo che khuất bầu trời, giống như thiên thần từ phía trên tế lộ ra thủ trảo, cơ hồ là không cần thời gian, trong nháy mắt, sẽ đến hút phong thật người trước mặt, hút phong chân nhân, ngươi là thần cổ minh rất nhiều phó minh chủ đứng đầu, trước hết là giết ngươi, nhìn hắn người làm sao còn phản kháng, ù ù cười lạnh, bàn tay to kia đi thẳng tới hút phong chân nhân đỉnh đầu, không tốt, hút phong chân nhân dọa cho giật mình. Trong tay nắm bảo vật tức khắc xuất hiện ở trước người. Là một cái sơn phong giống như bảo vật, có một ít tương tự với tầng trần tại thiên vũ đại lục thi triển viên thiên ấn, này một tòa sơn phong, thoáng cái bành trướng, kim quang chói mắt, quét ngang ra ngoài, ngăn cản hướng tuyệt hình thiên, ha ha ha, hút phong chân nhân, đừng làm không cần thiết phản kháng, ngươi này kim sơn ấn có thể đỡ nổi kẻ khác, lại không ngăn được ta tuyệt hình thiên, đổi thành các ngươi thần của minh chủ đích thân đến còn tạm được, loãng soạn Phá sơn nứt đá, tuyệt hình thiên đại thủ đè xuống. Này kim sắc sơn phong điên cuồng rung động, phía trên lưu chuyển phù văn phù văn màu vàng không ngừng bạo tạc, ù ù tiếng nổ, sau đó oanh thoáng cái, bị đánh bay ra ngoài, phát ra kịch liệt tiếng rung, ầm. Sau một khắc, Kinh cũng trưởng lực rơi vào hút phong thật người trên thân thể, hút phong chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trắng bệt, may mắn Kim Sơn ấn ngăn cản, bằng không một kích này, hắn sẽ thịt nát xương tan, kinh sợ bên trong, hắn vội vàng lui lại, thế nhưng tuyệt hình thiên nơi nào sẽ cho hắn lui lại cơ hội. Triếp lên một tiếng, sát khí ngút trời, Kinh cũng hình phạt lực ngút trời mà dán, phản phất một cây chiến phủ, búa ngút trời mà tới, a, à, hút phong thật người nhất thời hét thảm một tiếng ngực phản phất bị một thanh vô hình cự phủ bổ trúng, tức khắc tuôn ra một chùm huyết vụ, xương cốt vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài, mở búng máu tươi cuồn phúng, hút phong chân nhân thực lực, là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, không kém chút nào vân động quan, có thể bạch y nho nhã nam tử. Tuyệt hình thiên, còn lại là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả. Hơn nữa còn là tại thương nguyên đồ sân nhà trong, ra dưới tay, hút phong chân nhân ở đâu là đối thủ, một kích. Hút phong chân nhân liền bản thân bị trọng thương, thê thảm nhếch nhác. hút phong chân nhân, sở hữu cái thế thiên thánh, dư lục tôn cường giả, tất cả đều hoảng sợ lên tiếng, kinh hải đang xen. Mọi người thấy hút phong chân nhân nguy hiểm, đều lập tức xuất thủ, bước ngoặt nguy hiểm, tất cả đều thôi động công kích mạnh nhất, điên cuồng đánh tới, thu thủy duyên miên, thiên tiên nhiễu chỉ nhu, bản mệnh thạch cổ trùng, vô tẩn phong động, độc hạt nhất kích, đại nhạc chấn nhật, ô ô ô. Trong đại điện, cuồng phong gào thét, đầy trời cổ trùng tịch quyển, đồng thời, từng đạo hắc sắc động gió, không cùng thu thủy ý cảnh, cùng với các loại cuồng bạo công kích, liên tiếp xuất hiện, hướng tuyệt hình thiên tam đại cường giả cấp cao nhất điên cuồng tập sát tới. Vô số thánh nguyên hội tụ thành tuyệt sát chiêu, phô thiên cái địa, trên không nhiều nguyên khí đều bị đánh bạo thành hỗn độn, một mảnh mênh mông, dết, hắn kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân, cũng xuất thủ, ầm ầm, hai đại cường giả thanh thế cuồng cuộn, trên thân dũng động đáng sợ thiên thánh phép tắc phép tắc khí tức như vực sâu biển lớn mạnh mẽ vô cùng khắp nơi phát sinh kịch liệt chấn động hướng về phía bảy đại cái thế thiên thánh còn có tầng trần thống hạ sát thủ trong khoảng thời gian ngắn thánh nguyên bao phủ bốn bề thọ địch rầm 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 cổ chân nhân phóng xuất ra đầy trời cổ trùng vô số hắc sắc động gió bang bang nổ tung tại tuyệt hình thiên tam đại cái thế cường giả dưới sự công kích không ngừng hủy diệt, ầm. Trong một cổ lực lượng, vọt thẳng hướng tầng trần, là kính hồ chân nhân, này thánh nguyên, cuồn cuộn uy mãnh mạnh như thiên trụ, trong nháy mắt hàng lâm tại tầng trần phía trước, phá, tầng trần quát lạnh, trong cơ thể thánh nguyên dũng động, một quyền cường thế đánh ra, ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, tầng trần chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, ken két két, trong thân thể của hắn, xương cốt rung động, phát ra hổ báo long ngâm, bắp thịt hoa văn không ngừng ba động, ầm. Tiếng nổ bên trong, tần trần tức khắc bị đánh bay ra trên trăm trượng, thật mạnh uy lực, đây chính là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả sao, tần trần ánh mắt ngưng trọng, này kính hồ chân nhân thực lực so vân động quan xác định cường hãng phía trên nhiều. Có lẽ tại thánh nguyên nồng độ trên, hai người không kém nhiều, nhưng ở cường độ trên, lại có kinh người khác biệt, kính hồ chân nhân thánh nguyên bên trong, mang có một loại cuồng cuộn lực lượng hủy diệt, loại lực lượng này, siêu việt phổ thông thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao, ẩn chứa thiên giới càng thêm hùng hậu quy tắc chi lực, tuy là lực lượng này chỉ có một tí, nhưng trùng trùng điệp điệp, không gì sánh kịp, làm cho kính hồ chân nhân thi triển ra công kích, so với sơ kỳ. Đỉnh phong thiên thánh cường giả Càng hung hiểm hơn cuồng cuộn, nếu như không phải tần trần thân thể siêu phàm nhập thánh, đồng thời tại hoang cổ phế tích ở bên trong lấy được đề thăng, đổi thành vân động quan như vậy thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh tới trước, một kích phía dưới, sẽ trọng thương, đây. Thiên thánh trung kỳ lực, càng thêm chính gốc, tại thánh nguyên cùng phép tắc phương diện, có toàn diện đề thăng, tầng trần tỉ mỹ trong cảm giác lực lượng, tiến hành phân tích, hả, tiểu tử này, vậy mà ngăn trở ta một chiêu. Một chút việc cũng không có, kính hồ chân nhân nhìn chầm chầm tầng trần, lộ ra khó có thể tin chi quan, sau đó, hắn nghe răng cười một tiếng, thả người nhào tới, giết, ầm ầm. Kính hồ chân nhân toàn lực nhìn thẳng tầng trần, đồng thời thôi động thương nguyên đồ lực lượng, tức khắc, không cùng kinh khủng không gian ràng buộc lực cuốn tới, tính cả kính hồ chân nhân công kích, hiển nhiên là muốn đem tầng trần trước tiên chém giết ở chỗ này, không tốt hiện tại mọi người đều bị kẹt ở thương nguyên đồ trong. Nếu như chỉ là kính hồ chân nhân, hoặc là tuyệt hình thiên một người, có lẽ còn có giao thủ có lẽ, ta cũng không sợ chút nào, nhưng bây giờ, tam đại cái thế cường giả liên thủ, thu thủy chân nhân bọn họ căn bản không trụ được, có lẽ không ra nửa nén hương, liền sẽ bị nhất nhất chém giết, đến thời điểm, một mình ta tự mình đối mặt ba đại cường giả, còn nửa này thương nguyên đồ ràng buộc, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, việc cấp bách, là trước phá vỡ này thương nguyên đồ ràng buộc, đến. Thời điểm bảy đại cái thế thiên thánh đủ để đối phó trong ba người bất kỳ một cái nào. Còn nửa mình ở một bên, không hẳn không có chống lại đối phương có lẽ, Nghĩ tới đây, tần trần ánh mắt lập tức động lại, chư vị, chúng ta không phải này ba đại cường giả đối thủ, trước phá vỡ này thương nguyên đồ, tại nguy cấp này tồn vong trong lúc, tần trần cũng không lo được bảo lưu, đột nhiên hét lớn một tiếng, thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp, vù vù, tức khắc, trong hư không, bị vạn đạo quật ngụy trang càng không tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, tản mát ra cuồn cuộn không. Giang lực lượng Cùng lúc đó, tần trần trong tay xuất hiện vô danh chi kiếm, toàn thân thánh nguyên vận chuyển, bổ ra mạnh nhất nhất kiếm, ầm ầm. Tần trần thân thể thoáng cái nguy nga lên, như là một tôn thần vương, lợi dụng càng không tạo hóa ngọc điệp thoáng cái đánh văng ra kính hồ chân nhân công kích, càng không tạo hóa ngọc điệp tại tần trần dưới sự thúc giục ù ù tiếng nổ, tức khắc đem thương nguyên đồ trong không gian lực lượng banh mở, sau đó, tần trần lợi kiếm trong tay hung hãn bổ ra, khởi nguyên lực xuống, như là thiên thần bạo trảm. Nhất kiếm phía dưới, liền đem thương nguyên đồ không gian bình chướng cho xé rách bên ngoài không khí thoáng cái đảo quán lên chư vị mau mau rời đi chỉ có rời khỏi thương nguyên đồ ràng buộc mới có đánh bại bọn họ có lẽ tầng trần rống to bên trong dẫn đầu xông ra hút phong chân nhân thu thủy chân nhân nhu cốc tiên tử cùng bảy đại cái thế thiên thánh chứng kiến tầng trần trấn áp thiên địa phá vỡ thương nguyên đồ tức khắc cảm giác được thân thể buông lỏng trên mặt đều hiển hiện ra khó có thể tinh thần sắc tới bọn họ đều kinh ngạc được dạy ra ở lúc đầu coi là chắc chắn phải chết lại thật không ngờ tần trần tại thời khắc quan trọng vậy mà phá vỡ thương nguyên đồ cơ hội tốt hút phong chân nhân mấy người cũng đều là cái thế thiên thánh cường giả cấp cao nhất kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú trong chớp mắt mỗi cái thiêu đốt thọ mệnh bạo phát tinh huyết rầm 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 bảy người liên thủ tạo thành chiến trận tại tuyệt hình thiên đám người chưa từng kịp phản ứng trong nháy mắt trong nháy mắt liền lao ra thương nguyên đồ lại lần nữa trở lại đại điện tức khắc hoang cổ phế tích khí tức chút xuống vậy mà mỗi cái thấy đến vô cùng thoải mái chư vị cơ hội tốt hút phong chân nhân trên người ngươi hẳn là viễn cổ phá không phù đi chúng ta nhanh chóng thi triển không gian khiêu dược thuật kết thành đại trận lợi dụng phá không phù rời đi nơi này vừa xuất hiện trong đại điện phong vô lượng vội vàng truyền âm nói đúng thi triển phá không phù khỏi cần phong vô lượng nhắc nhở Húc Phong chân nhân cũng nghĩ tới chỗ này. Trong tay tức khắc xuất hiện một cái cổ xưa phù văn, phù văn bạo phát kinh người không gian khí tức, tức khắc, một cổ vô hình không gian lực lượng bao phủ ở bảy người, trong ánh sáng, thần cổ minh mấy người nhất tề thi triển không gian khiêu dược thuật, tức khắc, bảy người kết hợp, liên tiếp thành một cái chỉnh thể, bị không gian lực lượng bao vây, sẽ toát ra rời đi nơi này, này phá không phù, là bọn hắn thần cổ minh tại một cái tử linh vực di tích viễn cổ ở bên trong lấy được. Có khả năng trong nháy mắt phá vỡ thiên giới hư không. Đem người truyền tống rời khỏi, là thiên phẩm chí bảo, dùng để chạy thoát thân nghịch thiên bảo vật, này cũng là bọn hắn bảy người, dám xâm nhập hoang cổ phế tích tức chỗ, một khi thôi động, thiên thánh trung kỳ cường giả cũng không cách nào ngăn trở, không qua nguyên nhân là thân ở thiên phẩm chí bảo thương nguyên đồ trong, không gian bị trói buộc, không cách nào thi triển, hiện đang chạy trốn ra thương nguyên đồ, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất cơ hội mấy thân thể người hóa thành hư ảnh không gian chi lực hàng lâm sẽ truyền tống rời khỏi hút phong chân nhân chậm đã tần trần còn không có vào thu thủy chân nhân đột nhiên nôn nóng nói ra tần trần mau vào hắn hướng về phía tầng trần nôn nóng truyền âm nói ra hả không gian truyền tống thuật tần trần nghe được truyền âm vội vàng nhìn lại liền thấy hút phong chân nhân thi triển phá không phù một màn trong lòng cả kinh này thần cổ minh mấy người vậy mà muốn rời đi nơi này bất quá cũng vậy đối mặt tuyệt hình thiên ba đại cường giả thần cổ minh bảy đại phân minh chủ căn bản bất lực không thể ta không thể đi tần trần lắc đầu thần cổ minh người có thể vừa đi nhưng hắn đi tư tư làm sao bây giờ hắn còn không có tìm được tư tư này phá không phù thi triển ai biết sẽ truyền tống chỗ đó chờ hắn trở về Tư tư nếu như bị tuyệt hình thiên ba người tìm được bắt làm sao bây giờ, liền hắn do dự giữa, ầm ầm, đại điện chấn động, vô tận tiếng nổ bao phủ, tuyệt hình thiên ba người vừa kinh vừa sợ, theo thương nguyên đồ trong điên cuồng vết ra tới. Tần Trần Thu thủy chân nhân lo lắng nói Khúc phong chân nhân, nhanh chóng thôi động phá không phù, nếu không liền không kịp, phong vô lượng nôn nóng nói ra, tần trần sống chết, hắn mới lười nhát quản ước gì tần trần chết ở chỗ này, hút phong chân nhân, tần trần là vạn cổ lâu khách khanh, nếu như chết ở tử linh vực, chúng ta thần cổ minh làm sao hướng vạn cổ lâu đại giáo, thu thủy chân nhân còn muốn tranh thủ, hút phong chân nhân, vạn cổ lâu thì thế nào, bọn họ và ta thần cổ minh chỉ là hợp tác, chẳng lẽ vì bọn họ người, mấy người chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Phong vô lượng tức giận nói, hút phong chân nhân trong ánh mắt, có vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, đi, hắn không chút do dự, thôi động phá không phù, đồng thời điên cuồng hét lên, tần trần, hảo hán tử, đầy nghĩa khí, chỉ cần ngươi không chết, ta thần cổ minh chắc chắn nhận ngươi tình, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, tương lai nhất định có thể trở thành thiên giới đại nhân vật, đang cùng hống giữa, hút phong chân nhân đột nhiên, trên thân thể thọ mệnh, thiêu đốt, mãnh liệt lao nhanh, phá không phù đột nhiên phát quan. Bao quanh hắn cái thế thiên thánh, toàn bộ đều xuyên qua ra ngoài, nhu cốc tiên tử trên mặt mấy người cũng đều có vẻ bất nhẫn, tần trần cường thế đánh vỡ thương nguyên đồ, để cho bọn họ trốn tới, nhưng bọn họ lại trực tiếp thôi động phá không phù, rời đi nơi này, trong lòng tự nhiên có nhẹ nhẹ ấy nấy, nhưng thiên giới bên trong, liền là như vậy, bọn họ không đi, liền phải chết ở chỗ này, so lên tánh mạng mình, cái gì ấy nấy, cái gì danh tiếng, cái gì vạn cổ lâu chỉ trích, đều. Không trọng yếu, chỉ có sống mới có hy vọng về phần Tần Trần. Tất cả mọi người thở dài lắc đầu, ai cũng biết, Tần Trần là một nửa bước thiên thánh, tại tuyệt hình thiên tam đại cái thế cường giả, đã thương huyền đồ dưới sự công kích, tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh còn khả năng, đúng như Húc Phong Chân Nhân từng nói, Tần Trần thật muốn có thể còn sống sót không chết, đối với bọn họ bảy người không thể nghi ngờ là ân tái tạo, cũng là thần của minh đại ân nhân, với lại, Tần Trần có thể theo tam đại cái thế trong tay cường giả sống sót trở thành thiên giới đại nhân vật đó cũng là sớm muộn sự tình nếu như không phải tần trần phá vỡ thương nguyên đồ cho bọn hắn chạy thoát thân cơ hội bọn họ bảy người tất cả đều chết ở chỗ này đối với thần cổ minh đem là không thể đánh giá tổn thất toàn bộ thần cổ minh cũng có thể vì vậy sụp đổ vù vù hư không xuyên qua bảy đại cái thế thiên thánh thoáng cái tiếng vào trong hư không thoát đi hoang cổ phế tích không muốn sống điên cuồng xuyên qua bảy người liên hợp lại cùng nhau thi triển không gian khiêu dược thuật. Mỗi cái đều điên cùng thiêu đốt bản thân thọ mệnh, nhanh như điện chớp qua vô số không gian, chỉ là trong nháy mắt, bảy đại cường giả cũng không biết trốn chỗ đó, hút phong chân nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, thình thịch. Hồi lâu người, phá không phù lực lượng hao hết, bảy người theo trong hư không nhất tề bị chấn ra đến, mỗi cái khí sắc đều trắng bệt, cả người tiên huyết, hai mặt nhìn nhau, đau khổ bất kham, ai cũng không nghĩ đến, lần này hoang cổ phế tích hành trình sẽ lấy phương thức này kết thúc. Phóng nhãn bốn phía, bọn họ đã tới hoang cổ phế tích tranh giới, đi ngang qua chẳng biết bao nhiêu vạn dặm, đại giới là vô số mọi người thiêu đốt thọ mệnh, cùng một cái thiên phẩm đỉnh cấp viễn cổ phá không phù, không thế nào làm, cốt xấu chúng ta sống lại, hơn nữa còn biết, tuyệt hình thiên ba đại cường giả vậy mà liên hợp lại, muốn lợi dụng lần này hoang cổ phế tích dị động, nhất tề đột phá thiên thánh trung kỳ, như vậy thực lực, không phải chúng ta có khả năng giết nhất định phải mau nhanh trở lại trong liên minh. Cho biết minh chủ đại nhân bằng không nói, ta thần của minh kế tiếp liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Hút phong chân nhân nói, tần trần làm sao bây giờ? Thu thủy chân nhân khuôn mặt đau khổ, tần trần là chết nhất định, tuyệt đối không có nửa điểm sinh còn khả năng. Ai, hắn xem như là cứu chúng ta một mạng. Nếu không phải là hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta phải thế nào đền bù tổn thất mới tốt? còn đền bù tổn thất cái gì phong vô lượng cười lạnh một tiếng là chính bản thân hắn muốn tới trước hoang cổ phế tích cứu bạn gái hắn hiện tại chết ở chỗ này cũng không có biện pháp không phải chúng ta có thể quyết định ta cảm thấy ngược lại là có thể đem tin tức này truyền lại cho vạn cổ lâu tần trần không phải vạn cổ lâu người sao nói cho vạn cổ lâu là tuyệt hình thiên ba người giết hắn hắn muốn tại vạn cổ lâu thật có địa vị nói không chừng vạn cổ lâu tức giận phía dưới sẽ phái sai cao thủ tới trước, diệt sát tuyệt hình thiên ba người cũng không nhất định, gì, đây cũng là một ý. Kiến hay, hiện tại tuyệt hình thiên ba người liên thủ. Chúng ta thần cổ minh là tuyệt đối ngăn cản không, thế nhưng vạn cổ lâu tuyệt đối có thể chống đỡ, có thể lợi dụng vạn cổ lâu cao thủ, đến tiêu diệt tuyệt hình thiên bọn họ, hạt mỹ nhân ánh mắt sáng, tuyệt đối không thể. Nếu như vạn cổ lâu thật nguyện ý phái cao thủ tới trước, nói rõ tầng trần tại vạn cổ lâu địa vị không giống bình thường hiện tại người chết tại chúng ta tử linh vực vạn cổ lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a đến thời điểm xui xẻo hay là chúng ta có thể làm sao đây là không có thể cải biến sự thực đi thôi hiện tại nói cái gì đều vô dụng về trước thần cổ minh đem tin tức nói cho minh chủ đại nhân làm khác quyết định đúng mau rời đi nơi này bằng không tuyệt hình thiên ba người giết tầng trần truy tung chúng ta tới, chúng ta liền nguy hiểm, đi, bảy đại cái thế thiên thánh, ào ào rời đi, lần nữa biến mất tại hoang cổ phế tích trong, trong đại điện. ầm uhm. Thần cổ minh bảy đại cường giả sau khi rời khỏi, tần trần thân thể rung một cái, lập tức ép buộc lấy càng không tạo hóa ngọc điệp, thoáng cái lao ra đại điện. Hắn không phải muốn trốn khỏi hoang cổ chi đô, mà là trực tiếp chui vào hoang cổ chi đô địa, muốn ẩn nút, tần trần đã sớm tính toán kỹ, thần cổ minh bảy đại cao thủ sau khi rời khỏi chỉ dựa vào một mình hắn muốn muốn trảm sát tuyệt hình thiên ba người độ khó cực cao sở dĩ đi trước ẩn nút trong bí mật tu luyện đợi khi tìm được trần tư tư sau nửa rời đi nơi này tầng trần mơ hồ cảm giác có dũng khí trần tư tư biến mất ở hoang cổ chi đô trong chắc là tiến nhập một cái chỗ thần bí thậm chí khả năng có được kinh thế kỳ ngộ nếu không không cách nào giải thích trước hắn cảm giác được thần bí kia mị hoặc nữ tử hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, có khả năng thuận lợi chạy trốn, Tầng Trần mới vừa lao ra đại điện, tuyệt hình thiên ba đại cường giả đã giết ra tới, đáng chết, vậy mà để cho thần cổ minh bảy người chạy thoát, cơ hội tốt như vậy, giết bọn hắn bảy người, thông vệ bọn họ lực lượng, chúng ta vô cùng có khả năng ở chỗ này trực tiếp đột phá thiên thánh trung kỳ, hiện tại cư nhiên thành công giả tràng, tuyệt hình thiên ba người, hỗn hển, trên mặt không còn có đạm định, từng cái vừa kinh vừa sợ. Đều là tiểu tử này, lại có thể phá ra chúng ta thương nguyên đồ, hắn thi triển ra đó là cái gì bảo vật, chắc cũng là một loại không gian chí bảo, trước đó tại thương nguyên đồ trong thời điểm, có thể ngăn chặn thương nguyên đồ không gian khí tức, chẳng lẽ là so thiên phẩm chí bảo còn muốn càng đáng sợ hơn bảo vật, kính hồ chân nhân là thương nguyên đồ chủ nhân, cũng cùng Tần Trần đã giao thủ, đối càng không tạo hóa ngọc điệp lực lượng càng thêm rõ ràng, trong tròng mắt dũng động tham lam quan mang, không thể để cho tiểu tử kia cũng chạy. Tuyệt hình thiên tại trong khoảnh khắc, liền kịp phản ứng, đại thủ đẩy một cái, phương viên hơn ngàn dặm đều bao phủ tại một trong tay, xuống phía dưới thì bắt, cố đô mặt đất, từng khúc hủy hoại, càng khôn đều bị hắn một trảo chộp trong tay, thiên địa đều tại ta nắm trong lòng bàn tay, tiểu tử thối, ngươi nghĩ trốn, không có khả năng, không có ai có thể theo trên tay ta chạy thoát, bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên mắt nhìn hướng trong lòng đất, liền thấy một nhàn nhạt. Cái bóng, dưới đất chui vào, mượn không gian kia chí bảo. Vô số phế tích đều bị hắn chui xuyên, này hoang cổ chi đô phía dưới, không biết bao nhiêu phế tích, bao nhiêu thạch thất, mỗi một tầng thạch thất, đều cực kỳ bao la, có to tới trăm dặm, có thậm chí nhiều vạn dặm, một tầng một tầng, thâm nhập dưới đất, thiên thánh đều không cách nào dò tra rõ, với lại ở chỗ này, hoang cổ lực dưới ảnh hưởng, thiên thánh cảm nhận sẽ bị giảm mạnh bằng không lớn như vậy hoang cổ chi đô, sớm đã bị vô số cường giả tìm khắp. Người này khó trách bị. Thần cổ minh người mang đến. Lại có như vậy không gian bảo vật, nếu như chúng ta có thể có được, tìm hiểu kỹ càng, liền có thể dựa vào cái này tôn trí bảo, tìm hiểu nhiều không gian lực lượng cùng tuyệt học, nói không chừng, còn có thể đem toàn bộ hoang cổ chi đô triệt để tìm khắp, tìm được dị biến đầu nguồn, lấy được kỳ ngộ thành tựu vô thượng cảnh giới, kính hồ chân nhân hét lớn, tuyệt hình thiên, ngươi đuổi bắt tiểu tử này, ta và không hư lão nhân đi đuổi bắt thần cổ minh người, có thương nguyên đồ. Tại, nói không chừng còn có thể đem thần cổ minh người cho tìm được. Tuyệt không thể để cho bọn họ chạy, bằng không để lộ chúng ta liên thủ bí mật, lại đến tử linh vực hắn đỉnh cấp thế lực chú ý, sẽ có rất nhiều phiền toái, được, các ngươi đi vào chém giết thần cổ minh người, ta đi tóm lấy tiểu tử kia, hẳn là không có vấn đề gì, trong chớp mắt, kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân đỡ thương nguyên đồ thoáng cái bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất, rời khỏi này hoang cổ phế tích, đuổi theo giết bảy đại cái thế thiên thánh. Tốt lực lượng Cường đại, tần trần thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp tại đây hoang cổ chi đô địa chạy trốn. Thế nhưng như cũ cảm giác được tuyệt hình thiên lực lượng, phô thiên cái địa trấn áp xuống, quả thực là vô luận chạy trốn tới địa phương nào, cũng sẽ bị thoáng cái bắt trở lại, hoang cổ chi đô địa, phi thường khó có thể đi sâu, có vô số hoang cổ chi khí banh nhiễu, coi như là tầng trần đối hoang cổ chi khí không có bất kỳ chống cự cũng vô dụng, bởi vì nơi này chất liệu, hết sức cứng rắn, tầng trần cũng là lợi dụng càng không tạo hóa ngọc điệp, thôi động không gian áo nghĩa, mới có thể xuyên qua địa, nhanh chóng phi độn. Đương nhiên, hắn cũng cảm thụ được phía sau chỉ có tuyệt hình thiên một lực lượng cá nhân, thế nhưng, cũng chẳng biết đạo kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân đã rời khỏi, hắn không dám mạo hiểm như vậy, một khi hắn lại lần nữa bị vây thương nguyên đồ, liền nguy hiểm, ba đại cường giả vây công phía dưới, hắn cũng muốn nguy hiểm xuyên qua. Tần Trần đi xuyên địa, giống như đào núi giáp đào núi, đất này là từng tầng một thạch thất, đều là hoang cổ phế tích đã từng cái kia bộ lạc kiến tạo ra được. Với lại vô cùng cứng rắn, thủ đoạn sâu, không cách nào tưởng tượng Mỗi một tòa thạch thất, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa lợi hại cấm pháp, còn có thiên giới quy tắc chi lực, bất quá trong đều trống trơn, hiển nhiên là bị người thăm dò qua, Tần Trần cũng không để bụng, hắn mục tiêu là chạy khỏi nơi này, hắn mơ hồ cảm giác được đất này chỗ sâu, dường như có một loại có thể cùng thổ bình cộng hưởng khí tức, đồng thời, một cổ cường đại lực lượng mơ hồ cùng thân thể hắn xuất. Hiện Tô Thông. Phản phất tại Triệu Hoáng hắn lại có chút cùng loại là tư tư khí tức không cách nào phân biệt tần trần hy vọng nhất là tư tư tại chỉ cần tìm được tư tư hắn có thể triệt để thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp lực lượng đến thời điểm ẩn giấu tại trong hư không nhờ hoang cổ phế tích lực lượng hoàn toàn có thể tránh né tuyệt hình thiên tìm kiếm tiểu tử nghĩ không ra trên người ngươi lại có như vậy không gian chí bảo bảo này có thể là thiên phẩm đỉnh phong chí bảo giao ra đây đi loại bảo vật này không phải ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh có thể có được, giao ra đây, vẫn có thể lưu ngươi một cái mạng, tần trần liên tục bỏ chạy, để cho tuyệt hình thiên tức giận dị thường, đột nhiên, hắn thi triển ra nhất đạo bí thuật, một cổ mênh mông ra sức, bạo tạc lên, trực tiếp truyền lại, không biết thi triển ra cái gì kinh khủng bí pháp, vậy mà truy kích kịp tần trần, ầm. Tần trần cả người rung một cái, phản phất xúc động đến cấm chế gì, tức khắc, bốn phía hoang cổ khí tức ù ù tiếng nổ vô số không gian chiết điệp, tần trần chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, trong nháy mắt rơi ở một cái địa trong huyệt động, vô cùng thật lớn, có chừng trong vòng ngàn dặm, bốn phía phát họa vô số quỷ dị văn lộ, tại hạ kiến tạo thành kỳ tích, bốn phía hư không, hết sức quỷ dị, phản phất đi tới một không gian khác, nồng nặc hoang cổ chi khí, cơ hồ hóa thành thực chất, sư. Tại tầng trần bị chấn ra lúc tới sau, bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên cũng hạ xuống bên trong tòa hang động này, đối mặt với Tần Trần. Một đôi nhãn thần hung hăng quét bắn tới, muốn đem Tần Trần cả người đều cho triệt để hòa tan, tiểu tử, ngươi rất tốt, nửa bước thiên thánh, lại có thực lực như vậy, bực này thiên tư, có lẽ một phủ truyền thừa thánh tử cũng là như vậy chứ, thật muốn chiến đấu, có lẽ một dạng thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều bắt không được ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp được là bản tọa, đều lấy ra đi, lấy ngươi thiên tư, trên thân hẳn còn có đừng bảo vật để cho bản tọa nhìn một chút. Ngươi có thể hay không trốn nữa chạy. Tuyệt hình thiên từng bước một tiếng về phía trước, phong tỏa lại tầng trần chỗ có khí tức. Tuyệt hình thiên, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ta tới đầu có thể là không như bình thường. Ngươi giết ta, toàn bộ tử linh vực đều có thể rung động, phải gặp đến rất nhiều thánh chủ công kích, còn dưới quyền ngươi thế lực, sẽ hủy trong chốc lát, mà ngươi, càng là khó thoát khỏi cái chết, trên trời dưới đất, thiên giới vạn vực, Ngươi trốn chỗ đó cũng không được, Tần Trần Nhãn Châu xoay động nói. Hắn linh hồn lực đảo qua, phát hiện bốn phía xác định chỉ có Tuyệt Hình Thiên một người, kính hồ chân nhân cùng không hư lão người đều không tại, tức khắc ung dung nhiều. "Hả?" Tuyệt Hình Thiên mắt sáng lên, cười lạnh, "Ngươi tới đầu rất lớn. Giết ngươi, tử linh vực liền phải bị rất nhiều thánh chủ tiến công. Ngươi cho là ngươi là ai?" Quản hàng phủ chủ Nhi Tử coi như là quản hàng phủ chủ nhi tử, cũng không cái này năng lực, tử linh vực tại thiên giới đứng vững vàng nhiều năm như vậy, không phải tốt như vậy tan vỡ, ngươi liền cho rằng ngươi nhất định có thể bắt được ta. Ăn chắc ta. Tần trần chứng kiến tuyệt hình thiên chỉ có một người, không chút nào sợ sệt, liên tục cười lạnh, ngươi mặc dù là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả. Nhưng muốn bắt bản thiếu, còn thiếu một chút hỏa hậu, huống chi, bản thiếu còn có không gian bí bảo, thật là chuyện tiếu lâm, không sai, ngươi không gian kia chí bảo xác định lợi hại, thế nhưng ngươi liền thiên thánh đều không phải là, há có thể triệt để thôi động ra loại bảo vật này uy lực. Nếu như ngươi là thiên thánh, bản tọa có lẽ còn có một chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại, ngươi bất quá là ta trong miệng mỹ thực mà thôi. Đừng nói nhảm, giao ra bảo vật, bản tọa cao hứng phía dưới, có lẽ có thể cho ngươi lưu đường sống. Bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên từng bước đi tới trước, cho tầng trần áp lực, mỗi một bước đều mang không gian phong tỏa, dường như muốn đem tầng trần áp bách được sụp đổ, dằn vặt tâm thần hắn, đùng. Đùng. Đùng, tuyệt hình thiên từng bước bước ra, tổng cộng đi ra 7 bước, mỗi một bước, đều mang kinh khủng khí cơ, như là đòi mạng âm phù, khi hắn bước thứ bảy đạp xuống thời điểm, trước đó vô số áp lực hội tụ vào một chỗ, như là tạo thành biển khiếu, đây tuyệt hình thiên một môn bí thuật. Trảm đầu thất bộ, thiên giới hình đài muốn trảm sát tội phạm đao phủ theo dưới đài đi tới trên đài thường thường tổng cộng muốn đi bảy bước đây chính là trứ danh trảm đầu thất bộ là một môn đỉnh cao nhất bí thuật thường thường bảy bước vừa đến phạm tâm thần người cũng đã triệt để mất khống chế tâm thần bị xé nứt thất khiếu chảy máu thậm chí không trảm từ chết ầm ầm khi tuyệt hình thiên đi tới bước thứ bảy thời điểm vô hạn lực lượng hội tụ vào một chỗ ầm ầm dũng mảnh tràn vào tầng trần thân thể tần trần thân thể ầm thoáng cái, phát ra rạn nứt thanh âm, tự hồ là sẽ bạo tạc, được, tuyệt hình thiên một tay chụp tới, thi triển ra chí cao võ học, hình đài bao phủ, một cái vô hình hình đài, xuất hiện trong thiên địa, muốn tuân theo thiên giới ý chí, chém giết sở hữu làm trái phản thiên điều tội phạm, thế nhưng, tần trần cũng không có bạo tạc, mà là đột nhiên trong thân thể, bộc phát ra một cổ không gì sánh kịp kịch liệt khí tức, khởi nguyên lực xung quanh dân, cả người trong thân thể thoáng cái bạo dũng ra cùng mảnh lực lượng trực tiếp đánh ra khởi nguyên thần thông tầng trần đòn sát thủ cùng lúc đó khởi nguyên thần thông bên trong còn dung hợp liệt không thần ngân lực lượng đây tầng trần hai đại đỉnh cấp sát chiêu vào giờ khắc này dung hợp vào một chỗ cùng mảnh thi triển ra không được tuyệt hình thiên tâm linh cũng cảm giác được lớn đại nguy hiểm vội vã lui lại thế nhưng hắn hình đài bao phủ lại ầm ầm gian phá thành mảnh nhỏ bị oanh kích được bị vỡ ra Tần Trần khởi nguyên thần thông cùng. Liệt không thần ngân bức bách qua đây. Đây là cái gì bí thuật? Thật mạnh uy lực, loại này mẫn diệt hư không, sinh ra vô cực khí cơ, thiên giới vẫn còn có như vậy bí pháp. Chẳng lẽ là thánh chủ bí pháp, tuyệt hình thiên cảm giác được bản thân thánh nguyên, từng khúc sụp đổ, sắc mặt không khỏi hiển hiện ra khiếp sợ và tức giận, bất quá hắn lại nhận thức không ra tầng trần chiêu thức tới, khởi nguyên thần thông, là tầng trần sáng tạo độc đáo bí pháp, mà liệt không thần ngân, vốn là thánh chủ thần thông, thậm chí ngay cả thánh chủ đều sợ hãi công kích. Có khả năng hư không lưu vết, chém giết linh hồn, tuy là tầng trần còn không cách nào đem cái môn này thần thông diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng một khi thi triển, cũng không phải phổ thông cường giả có khả năng ngăn cản, đặc biệt tầng trần trong khoảng thời gian này, liên tục cân nhắc, đem hai loại thần thông hiệu quả kết hợp với nhau, hai hai kết hợp, Tạo thành một loại tăng thêm sự kinh khủng công kích tầm Bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên liên tiếp lui về phía sau Cũng không có tán loạn Mà là chân đạp huyền ảo cước bộ Một bước một cái vết chân Trong thân thể phát ra vô tận pháp tắc bản nguyên Thọ nguyên thiêu đốt, tinh huyết bành trướng Đánh ra thiên quy hàng lâm sát chiêu tới Thiên địa vô cực, ta là hình đài Nắm giữ hình phạt, quần thánh phách dịch Tuyệt hình thiên trống to bên trong trong tay vậy mà xuất hiện nhất đạo chiến phủ hư ảnh, phản phất là nắm giữ thiên quy pháp trường đao phủ, tại thay trời hành đạo, tại chém giết thiên phạm, một chiêu này đánh ra giữa, trong thân thể của hắn, lại có một cái viễn cổ thánh mạch đang kịch liệt thiêu đốt. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà có thể bức bách ta thi triển này các loại bí pháp, lợi hại, lợi hại, nửa bước thiên thánh cư nhiên đem bản tỏa bức bách đến mức độ này, quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy đáng tiếc a à đáng tiếc ngươi cũng không phải thiên thánh coi như là thần thông cường thịnh trở lại cũng là có hạn nếu như ngươi là thiên thánh tu vi một kích này tuyệt đối có khả năng đem ta trọng thương thậm chí một kích chém chết nhưng đáng tiếc hiện tại còn không làm gì được ta lực lượng kinh khủng bạo phát một trận kịch liệt bạo tạc tầng trần khởi nguyên thần thông liệt không thần ngân cư nhiên bị ngăn cản sau đó hai cái đụng chạm kịch liệt vô tận tiếng đổ vang vọng lực lượng đáng sợ trùng kích rầm rầm rầm, lực lượng kinh người, có thể đơn giản diệt sát một tôn cái thế thiên thánh, làm cho tầng trần thi triển ra công kích, cũng đều ầm ầm tan vỡ, giống như một tòa cao ốc, tại ầm ầm sụp đổ, ầm. Tầng trần thoáng cái bay rớt ra ngoài, trong cơ. Thể khí huyết cuồn cuộn Trên thân áo bào xé rách, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn vô cùng, giống như thần ma, một kích này, hắn sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống, dù vậy, Tần trần trong cơ thể Y Nguyên khí huyết dũng động, có loại muốn thổ huyết kích động, trái lại tuyệt hình thiên cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trên thân áo bào coi như hoàn hảo, sắc mặt có chút trắng bệt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lại lần nữa hồng nhuận, không xong. Nửa bước thiên thánh cùng thiên thánh trung kỳ cường giả trên lệch quá lớn. Này tuyệt hình thiên tuy là còn không phải chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả, nhưng thật chỉ nửa bước đã bước vào đến cảnh giới này. Trong cơ thể đã có thiên thánh trung kỳ quy tắc chi lực, chỉ là thánh nguyên còn chưa từng hoàn toàn chuyển hóa, cùng thiên thánh trung kỳ cường giả ngoại trừ thánh nguyên cường độ trên có chỗ khác biệt bên ngoài, hắn đều không kém nhiều, ta coi như là thi triển ra khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân, cũng không cách nào mang đến cho hắn. Chân chính vết thương, tầng trần trong nháy mắt. Cũng biết kết quả, cũng biết này tuyệt hình thiên cũng bố cỡ nào, khó trách có thể để cho thần của mình một cái như vậy thế lực lớn nghe mà biến sắc ngoại trừ tu vi ở ngoài này tuyệt hình thiên nắm giữ thần thông cũng vô cùng kinh khủng có thể dẫn động thiên quy hóa thân thiên giới trên pháp trường đao phủ cái gì đó người có thể ngăn cản quả thực không thể chiến thắng nếu quả thật đưa hắn trở thành thiên thánh trung kỳ cao thủ có lẽ một dạng thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng chưa chắc có thể bắt được hắn đối một tên võ giả mà nói tu vi là đệ nhất trọng yếu thế nhưng trưởng khống quy tắc thần thông tương tự vô cùng trọng yếu, có thể quyết phân thắng thua, chết, đánh bại Tần Trần cái thế công kích, tuyệt hình thiên bước nhanh tới, toàn thân tản mát ra từng đợt diệt tuyệt nhân gian khí tức, vù vù, hắn song đồng thần hồng bạo phát, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối có màu nâu xám lấm tấm đá, hòn đá kia một khi thôi động, tức khắc thiên địa tiếng nổ, lại hóa thành một tòa thật to hình thái hư ảnh. Này hình đài sương mù, dụng đầy thiên giới cường giả tiên huyết, giống như luyện ngục, tiểu tử, đây là ta tuyệt hình thiên chí bảo thiên hình chi thạch có thể chết ở bản tọa một chiêu này xuống là ngươi hân hạnh có lẽ ngươi còn không biết ta này một tảng đá chính là từ viễn cổ thiên giới một tòa chân chính hình đài phía trên để lại phía trên lưu lại có năm đó chấp hình chém giết vô số cường giả tiên huyết có thể chết ở ta một chiêu này xuống ngươi cuộc đời này không tiếc tam sinh hữu hạnh tuyệt hình thiên từng bước một tiếng về phía trước lớn tiếng nói nói đây là hắn cuối cùng thần thông hình đài hàn lâm ta là chấp pháp hắn hết thảy công pháp đều là tới từ một cái di tích viễn cổ di tích viễn cổ đã từng là viễn cổ thiên giới một cái thiên giới pháp trường đao phủ lưu lại bị hắn lấy được đồng thời cũng nhận được một khối này thiên giới hình đài thạch đây là hắn chí bảo không người biết trong ẩn chứa viễn cổ thiên giới rất nhiều đại nhân vật bị hành hình lúc lưu lại ý niệm một khi thi triển chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả đều không cách nào ngăn cản huống chi tần trần như thế cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh giờ này khắc này hình đài thạch tỏa ra túc sát quan mang đem vùng thế giới này đều hóa thân trở thành thiên giới pháp trường mà tuyệt hình thiên còn lại là pháp trường trong đao phủ không thể địch nổi hắn ngay từ đầu cùng tần trần khi đối chiến cũng không có muốn thi triển này một kiện bí bảo theo hắn bất kể là thần của minh bảy đại phân minh chủ vẫn là tần trần đều không có tư cách đưa hắn thi triển ra cái này bí bảo đặc biệt đối phó tần trần như thế nửa bước thiên thánh vãng bối vận dụng hắn bí mật chí bảo cuối cùng sát chiêu thật sự là quá mức tự tôn đều không cho phép hắn làm như thế thế nhưng hiện tại hắn biết nếu như không dùng tới hình đài thạch lực lượng rất có thể không cách nào chân chính liệp sát tần trần đối phương tuy là không phải là mình đối thủ thế nhưng tùy thời đều có thể chạy trốn căn bản là không có cách đuổi theo e là đối phương còn có kia loại không gian chí bảo, tại hoang cổ chi đô địa, hoang cổ chi khí càng nồng nặc. Bản thân qua lại, đều có một chút khó khăn. Có thể tầng trần, trước đó chạy địa lúc, phản phất như cá gặp nước, không có chút nào bị nghẹt trệ, để cho tuyệt hình thiên kiên kỵ rất sâu, sở dĩ, hắn hoàn toàn không cho tầng trần chạy trốn cơ hội, hình thiên lực, bao phủ vạn giới, tất cả lực lượng, từ đó phong tỏa thời không, hóa thành pháp trường, có thể trói lại đỉnh cấp đại nhân vật, để cho Tần Trần không thể trốn đi đâu được, đến không thể đến, ô ô ô, vô số khí sơ sát tiêu điều bao phủ tới, đem Tần Trần làm thành, làm trái thiên quy tội phạm. Muốn trói buộc tại đây hình trên đài, Tần Trần thân thể, vậy mà không cách nào động đậy lên, cái gì, Tần Trần kinh hải, hắn không ngờ rằng tuyệt hình thiên vẫn còn có như vậy bảo vật, thiên giới viễn cổ pháp trường thạch, này là đáng sợ đến bực nào, viễn cổ thiên giới xúc phạm luật trời thiên quy, bị áp lên pháp trường chém giết, đó cũng đều là đỉnh cấp đại nhân vật, những đại nhân vật này đều nhúng máu tại đây pháp trường trên đá, bộc phát ra khí cơ, mặc dù không có vài năm. Trôi qua, y nguyên vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, chớ phản kháng, coi như là thiên thánh trung kỳ cường giả tại bản tọa hình đài dưới đá, cũng khó mà ngăn cản, càng không cần phải nói là ngươi, yên tâm, giết ngươi, ngươi bảo vật đều sẽ trở thành bản tọa bảo vật, bản tọa sẽ đưa chúng nó phát dương quan đại, tuyệt hình thiên huy động nhuốm máu hư vô chiến phủ, hai mắt trợn tròn, ù ù chém xuống, vù vù, mắt thấy tuyệt hình thiên pháp trường lực long trọng ở tầng trần, muốn đem hắn chém giết thời điểm, đột nhiên. Tầng trần trong thân thể. Lôi đình chi lực như là đã bị khiêu khích một dạng, đột nhiên bạo dũng ra, quanh két, trong hư không, nhất đạo diệt thế vậy hủy diệt lôi đình xuất hiện, mang theo kinh sợ ý tứ hàm súc phản phất một cái thần long đã bị loài dung dế khiêu khích, ầm ầm bổ xuống dưới, rắc rắc, hình đài thạch chỗ diễn hóa pháp trường thế giới, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó, tuyệt hình thiên trong tay hình đài thạch trung lẫy bẫy, tại này lôi đình lực lượng khí cơ chấn nhiếp, phút chốc hóa, thành một khối phổ thông đá. Không dám phóng xuất ra mảy may hình phạt khí tức, cảm thụ được điểm này, lôi đình chi lực cũng theo đó trong nháy mắt biến mất, phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện đó là cái gì lực lượng? Tài quyết chi lực, chẳng lẽ là nắm giữ thiên giới hình phạt, chí cao tài quyết chi lực, tuyệt hình thiên kinh hải nhìn trong tay mình quy vi bình thường hình đài thạch, đây chính là hắn theo di tích viễn cổ ở bên trong lấy được thiên giới pháp trường thạch, dĩ nhiên cũng như thế yên lặng. Càng làm cho hắn hoảng sợ là trước kia lập lòe một cổ kinh khủng lôi đình khí cơ. Cùng hắn lấy được trong truyền thừa theo như lời tài quyết chi lực cực kỳ cùng loại, tài quyết chi lực A, Nghe đồn là thiên giới trí cao vô thượng nhất lực lượng, nắm giữ thiên giới hết thảy đại nhân vật sinh tử. Hắn lấy được chỉ là một gã viễn cổ thiên giới pháp trường đao phủ truyền thừa, tại viễn cổ thiên giới, đao phủ tại hình phạt bộ môn. Đó là hèn mọn nhất chức nghiệp, mỗi ngày nhiễm tiên huyết, bị coi như là không rõ, là pháp trường trong nhất tầng một nhân vật, mà viễn cổ. Thiên giới nắm giữ hình phạt Kinh khủng nhất chính là tài quyết chi lực, chỉ có thiên giới nắm giữ hình phạt thần chủ mới có lôi đình tài quyết, mà trước đó đột nhiên xuất hiện một tia sét lại cùng trong tinh đồn viễn cổ thiên giới tài quyết chi lực cực kỳ cùng loại, điều này sao có thể chứ, một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh trên thân lại có tài quyết chi lực. Đây chính là liền thánh chủ đều không cách nào trưởng khống lực lượng, không, không nhất định là tài quyết chi lực, dù sao thiên giới đều đại pháp tắt bên trong, lôi đình. Bản thân liền đại biểu hình phạt, thiên lôi, chính là đại diện thiên phạt, có lẽ trước đó một đạo lôi đình, chỉ là một loại mang theo thiên lôi ý cảnh đặc thù lực lượng mới có thể để cho ta có cái loại này ảo giác tuyệt hình thiên trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra kích động quang mang nếu quả thật là lời như vậy vậy hắn liền thật phát mặc kệ này lôi đình chi lực đến là lực lượng gì đều không phải là phổ thông thiên giới lôi hệ quy tắc ẩn chứa liền hình đài thạch đều nguy cơ hình phạt khí tức nếu là có thể bị ta chiếm được tuyệt hình thiên kích động thân thể đang run rẩy hắn nắm giữ chính là thiên hình thần thông, nếu như nửa trưởng khống này nhất đạo đặc thù lôi đình lực lượng, tương lai tiền đồ, đem vô khả hạn lượng, thiên thánh hậu kỳ, không, thậm chí thánh chủ cảnh giới, hắn cũng có thể đạt đến, nhất định phải giết tiểu tử này, tuyệt hình thiên huy động kinh khủng hư vô chiến phủ, hướng tầng trần bạo dũng tới, kích động hưng phấn, càng không tạo hóa, nhất. Niệm vũ trụ Tần Trần cảm thụ được thiên giới hình đài biến mất, mặc dù không biết trong cơ thể mình lôi đình lực lượng vì cái gì đột nhiên bạo động một cái, nhưng trước tiên nắm lấy cơ hội, thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp, thân thể lại lần nữa nhảy một cái, hướng huyệt động chỗ sâu bạo lướt đi, ầm, tầng trần ra sức thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp, nồng đậm không gian lực lượng bao phủ, thân hình hắn tại trong hư không không ngừng lập lòe, tốc độ cực nhanh. Thật nhanh chóng tốc độ. Tuyệt hình thiên lại lần nữa bị chấn động đến lần này Tần Trần tốc độ, vậy mà so với trước kia thời điểm lại thêm muốn mau hơn một chút, dường như không gian kia chí bảo bộc phát ra uy lực mạnh hơn, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo vật. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha.